Nhà Trần tồn tại trong khoảng 174 năm, đến khi vua Dụ Tông tự mình thân chính thì bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái. Năm 1369, Dụ Tông mất, trước đó ông có di chiếu truyền ngôi lại cho người con trai của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục là Trần Nhật Lễ. Ngày 18 tháng 7 cùng năm, Nhật Lễ lên ngôi, đổi niên hiệu là Đại Định. Nhật Lễ vốn không phải là con đẻ của Cung Túc Vương, mà là con của Kép Hát họ Dương, sau khi lên ngôi lại liền muốn đổi sang họ cha. Điều này khiến cho các tông thất nhà Trần sôi sục làm chính biến. Năm 1370, từ vùng Đà Giang, các vương thất nhà Trần gồm Cung Định Vương Trần Phủ, Cung Tuyên Vương Trần Kính, Trương Quốc Hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh Trưởng Công Chúa, họp binh, phát động chính biến lật đổ Nhật Lễ. Cuối năm đó, Cung Định Vương Trần Phủ lên ngôi, tức vua Trần Nghệ Tông, được 2 năm thì nhường ngôi lại cho em là Cung Tuyên Vương Trần Kính. Ngày 4 tháng 12 năm 1372, Trần Kính lên ngôi hoàng đế, cải niên hiệu là Long Khánh, mở ra thời kỳ trung hưng ngắn ngủi với bao khao khát phục hưng vương triều của ông. Hãy cùng người kể sử đi tìm lời giải đáp về cuộc đời với những khát khao, hoài bão dang dở của ông trong video này. Thân thế, Duệ Tông hoàng đế tên thật là Trần Kính, ông là con thứ 11 của vua Trần Minh Tông và đôn từ quý phi Lê Thị. Ông sinh ngày 30 tháng 6 năm 1337, mất ngày 4 tháng 3 năm 1377. Khi còn là một hoàng thân, ông được ban tước Cung Tuyên Vương, dưới triều đại của Dương Nhật Lễ ông giữ chức hữu tướng quốc. Ông còn có tên gọi khác là Trần Đoan hay Trần Nhật Đoan dùng trong quan hệ bang giao với phương Bắc. Sự nghiệp, tham gia chính biến khôi phục nhà Trần. Ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Dậu, tức năm 1369, vua Trần Dụ Tông mất, không có con nối. Hiến Từ Thái Hậu theo di chiếu của vua, lập người cháu trai của mình, con trai người con lớn của bà là Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, tên là Trần Nhật Lễ lên kế vị. Theo sử sách, Nhật Lễ vốn không phải con ruột của Cung Túc Vương Nguyên Dục mà là con của Kép Hát Dương Khương. Nguyên do là bởi mẹ của Nhật Lễ trước đây là thiếp của Dương Khương, vì hát hay múa giỏi nên thường cùng họ Dương vào phủ Cung Túc Vương ca hát, được vương yêu mến lấy làm vợ, trước đó bà đã mang thai Nhật Lễ. Nhật Lễ đăng ngôi, đặt niên hiệu Đại Định, phong các chú các bác là Cung Tĩnh Đại Vương Trần Nguyên Trác làm Thái Tể, Cung Định Đại Vương Trần Phủ làm Thái Sư, Cung Tuyên Vương Trần Kính làm hữu tướng quốc. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Đại Định sau khi tức vị liền bỏ bê chính sự, xa vào ăn chơi hưởng lạc, lại cho đón cha ruột là Dương Khương vào triều giữ chức lệnh thư gia, có ý muốn đổi sang họ Dương. Hiến Từ Thái Hậu biết việc cảm thấy hối hận, muốn họp bàn với Nhật Lễ, nhưng bị Nhật Lễ sai người đầu độc chết. Những việc làm này của Nhật Lễ khiến cho tông thất, quan viên trong triều ngày càng bất bình. Đêm ngày 20 tháng 9 năm 1370, các tông thất là cha con Thái Tể Trần Nguyên Trác, Trần Nguyên Tiết và hai người con của Thiên Ninh Công Chúa đem người tôn thất vào cung định giết Nhật Lễ. Nhật Lễ trèo qua tường, nấp dưới cầu mới, mọi người lùng không thấy, giải tán ra về. Khi trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung, chia người đi bắt Nguyên Trác cùng 17 người chủ mưu và tất cả đều bị hại. Vào mùa đông, tháng 10 năm 1370, Cung Định Vương vì có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ vạ lây đến mình nên tránh ra trấn Đà Giang tức vùng Gia Hưng, ngầm hẹn với các em là Cung Tuyên Vương Trần Kính, Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh Công Chúa Ngọc Tha Hội ở sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa để giấy quân. Trần Kính giúp ông đảm nhận việc sắm sửa mọi vũ khí, trang bị quân đội. Vào tháng 11 năm 1370, tất cả anh em Trần Phủ, Trần Kính cùng với Thiên Ninh Công Chúa dẫn quân về Kinh Thành. Dương Nhật Lễ bị phế bỏ, giáng xuống làm Hôn Đức Công. Lên ngôi hoàng đế, bắt đầu sự nghiệp trấn hưng vương triều. Noi gương đời trước của nhà Trần thường giữ chế độ hoàng đế và thái thượng hoàng cùng trị nước. Tháng 11 năm 1372, sau gần 2 năm tức vị, Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính và lên làm Thái Thượng Hoàng. Trần Kính lên ngôi, tức là Trần Duệ Tông, đổi niên hiệu là Long Khánh. Trần Nghệ Tông tại vị với tôn hiệu Quang Hóa Anh chiết Thái Thượng Hoàng đế, Duệ Tông xưng làm Khâm Hoàng. Duệ Tông tiếp tục đường lối của cha ông, liên tục tuyển chọn nhân tài cho quốc gia. Sử cũ chép, Ất Mão năm 1375,
xuống chiếu chọn các quan viên. Người nào có tài năng, luyện tập nghề võ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là Tôn Thất đều làm tướng coi quân, đồng thời cho ra khỏi quân ngũ những người lính già cả, ốm yếu, bệnh tật. Ông đã tổ chức thi đình năm 1374 tuyển chọn nhân tài cho quốc gia. Những nho sĩ thời đó như Đào Sư Tích Đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiến Phủ Đỗ Bảng Nhãn, Trần Đình Thám Đỗ Thám Hoa đều xuất thân từ bình dân. Không trong hàng ngũ hoàng tộc, ông rất coi trọng nho sĩ, coi đó là đại diện văn hiến nước nhà, nên cho ăn yếm, áo sấp, tước phẩm. Trần Duệ Tông là người chú trọng đề cao việc giữ gìn bản sắc, phong tục dân tộc. Tháng 4, năm Long Khánh thứ tư, ông hạ lệnh cho quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc và không được bắt chước tiếng nói của các nước Chiêm Lào. Ông còn quy định rõ ràng về mẫu mã các loại thuyền, xe ngựa, kiệu, tán, nghi, trượng và y phục, tất cả đều noi theo mũ áo của đời Trần Minh Tông. Mùa đông, tháng 10, dùng Trần Thúc Ngạn, con trai của Thượng Hoàng làm tư đồ coi trấn Thái Nguyên, tư đồ Nguyên Đán coi việc quân trấn Quảng Oai. Tháng Giêng, năm Long Khánh thứ ba, ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 1375, sai Lê Quy Ly tuyển trong họ Tôn Thất và trong các quan viên lấy những người am tường võ nghệ, tinh thông thao lược, bổ làm quân tướng. Đặt lại các lộ, các phủ ở Hoan Châu, Diễn Châu và Lâm Bình, đổi Hoan Châu làm lộ Nhật Nam và các lộ Nghệ An Nam, Bắc, Trung, đổi Diễn Châu làm lộ Diễn Châu, phủ Lâm Bình làm phủ Tân Bình. Sai Đào Lực Đinh và Hà Tử Công đem dân sở tại sửa sang đường xá, từ lộ Cửu Chân đến huyện Hà Hoa, 3 tháng làm xong. Phát binh phạt Chiêm, lâm nạn qua đời. Chiêm Thành là quốc gia láng giềng phía Nam Đại Việt. Nước này kể từ khi lập quốc vẫn thường xuyên xua quân xâm lấn, cướp phá vùng biên giới Thuận Hóa. Dưới thời trị vì của Chế Bồng Nga, nước Chiêm thế và lực mạnh lên rất nhiều. Họ từng ra vào Thăng Long như vào chỗ không người, ngang nhiên cướp phá bắt bớ trẻ con phụ nữ. Đến khi vua Duệ Tông lên ngôi, tích cực sửa sang quân chính, thế nước dần được khôi phục. Nhớ tới mối thù bị người Chiêm cướp phá năm trước, ông tích cực hưng binh, chuẩn bị cho việc phạt Chiêm rửa nhục. Tháng 8 năm 1374, Duệ Tông cho dân đinh xung vào quân ngũ, hạng nhất xung vào Lan Đô, rồi đến hạng nhì, hạng ba. Người thấp bé nhưng mạnh khỏe cũng được xung lên hạng trên. Trước đây, quân túc vệ có quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần, sau đặt thêm các quân uy tiệp, bảo tiệp, long dực, thần dực, ý yên, thiên trường, bắc giang, điện hậu, long tiệp, thích ba chữ đen vào trán. Các quân thị vệ, Tạc Ngạch, Hoa Ngạch, Tả Ban, Hữu Ban, Thanh Hóa, Nghệ An, Hóa Châu, Thuận Châu, Lâm Bình đều đặt quân hiệu. Có đại đội trưởng, đại đội phó làm tướng hiệu. Năm 1376, nhân cớ chúa Chiêm là Chế Bồng Nga lại xua quân xâm lấn. Ông tự mình làm tướng, ra lệnh xuất quân đánh Chiêm. Nói về chiến dịch phạt Chiêm này của Duệ Tông, sách Cương Mục có ghi lại như sau. Tháng 12, nhà vua đích thân làm tướng, đi đánh Chiêm Thành. Trước đây, Đỗ Tử Bình vào trấn giữ Hóa Châu, chúa Chiêm là Chế Bồng Nga đưa 10 mâm vàng để dâng triều đình. Tử Bình ăn chặn, giấu đi, lại nói dối rằng Bồng Nga kiêu ngạo, khinh nhờn, vô lễ, nên đem quân đi đánh. Bấy giờ nhà vua mới quyết tâm thân chinh, thống lĩnh 12 vạn quân từ kinh đô xuất phát. Nhà vua sai Lê Quý Ly đốc sức dân ở Nghệ An, Tân Bình, Thuận Châu và Hóa Châu vận tải lương thực để cung cấp cho quân sĩ. Khi đến cửa biển Di Luân thuộc huyện Bình Chánh, Quảng Bình ngày nay, nhà vua sai các quân sĩ vượt biển mà đi, còn mình thì đem bộ binh tiến theo ven bờ biển. Khi đến cửa biển Nhật Lệ nay thuộc huyện Phong Lộc, Quảng Bình, đóng doanh trại ở đấy hơn một tháng để luyện tập quân sĩ. Tháng Giêng năm 1377, quan quân đến cảng Thị Nại, tiến lên cầu đá Thạch Kiều, đóng lại ở động Ỉ Mang. Bồng Nga dựng lũy bằng tre gỗ ở ngoài thành Trà Bàn, sai bầy tôi là Mục Bà Ma Gia Trá Hàng, nói rằng Bồng Nga đã chạy trốn, chỉ để thành bỏ ngỏ đó thôi, nên mau tiến quân kẻo lại lỡ cơ hội. Nhà vua tin lời, sai gấp tiến quân, đại tướng Đỗ Lễ can rằng, theo binh pháp, đánh lấy thành là sự bất đắc dĩ. Kẻ kia đã nói xin hàng, thì ta nên lấy việc cho nước nó được an toàn là hơn cả. Vậy ta hãy cho một tay thuyết phách cầm thư đi hỏi tội để dò hư thực. Theo như mưu trước Hàn Tín đánh phá nước Yên ngày trước, chẳng phải khó nhọc mà được nên công. Vả lại,
tình ý của kẻ địch khó suy lường được. Vậy tôi xin bệ hạ hãy xét kỹ. Nhà vua nói rằng, ta mặc áo giáp bền, cầm võ khí sắc, gội gió, tắm mưa, trèo non, lội suối, len lỏi đi sâu vào đất giặc, không ai dám đương đầu với ta. Thế là cái cơ trời giúp ta đó. Huống chi bây giờ vua nước nó sợ bóng sợ gió, chạy trốn xa, không có tinh thần chiến đấu. Việc binh quý hồ nhanh chóng, nếu để chậm trễ không tiến quân thì là trời cho mà mình không nhận, rồi ra nếu nó cháo chờ. Dù có ăn năn thì sự đã rồi, nhà ngươi thực là kiến thức đàn bà. Nhà vua liền sai lấy áo đàn bà mặc cho Đỗ Lễ. Rồi đoàn quân cứ nối đuôi nhau như sâu cá mà tiến lên. Giặc nhân cái đà thuận tiện, thình lình đổ ra tập kích, cắt ra từng tốc, quan quân tan vỡ nặng nề. Nhà vua bị vây hãm, chết tại trận. Bọn đại tướng Đỗ Lễ và Nguyễn Nạp Hòa cùng hành khiển Phạm Huyền Linh đều bị chết cả. Ngự Câu Vương, tên là Úc, đầu hàng giặc, được giặc gả cho con gái. Đỗ Tử Bình cầm hậu quân, không đến cứu viện. Lê Quý Ly nghe tin bại trận, vội trốn về. Ngày hôm ấy, ở kinh đô đương ban ngày, trời tối sầm lại, chợ búa, hàng quán phải đốt đèn đuốc mà mua bán. Thượng Hoàng sai đem chiếc xe tù đi bắt Tử Bình. Khi Tử Bình về qua phủ Thiên Trường, người ta đua nhau chửi mắng. Lấy gạch ngói ném vào xe tù Tử Bình, Thượng Hoàng xuống chiếu trị tội hắn, miễn cho tử hình, nhưng phạm tội đồ, bắt đi làm lính. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông thấy ông vì việc nước mà bỏ mình, nên chiêu hồn chôn ở Hy Lăng và cho lập con trường của ông là Kiến Đức Đại Vương Trần Hiện nối nghiệp nhà Trần, tức là Trần Phế Đế. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Phế Đế sai sứ là Đình Thâm sang cáo phó với nhà Minh. Và nói rằng Duệ Tông đi tuần nơi biên giới, bị chết đuối ở biển. Người Minh từ chối không sang viếng, lấy cớ rằng, theo kinh lễ, có ba điều không nên thăm là vì phạm tội mà chết ở trong ngục, hoặc vì bị đè chẹt mà chết bẹp, hoặc vì ngã xuống nước mà chết đuối. Đình Thâm tranh luận, cãi rằng, người chiêm chống nghịch, quấy nhiễu nơi biên giới, vua Duệ Tông có công chống ngoại hoạn, cứu nhân dân, vậy sao không nên viếng? Nhà Minh mới sai sứ sang điếu tang ông. Bấy giờ Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương muốn nhân Đại Việt có đại tang và tổn thất nhân sự, tính chuyện xâm lược. Thái sư Lý Thiện Trường nói rằng, thấy em chết vì việc nước, anh lại lập con của em lên ngôi, xem nhân sự xử tốt với nhau như thế, thì đủ biết lòng trời hãy còn tựa nước người ta. Do đó, Chu Nguyên Chương đành thôi ý định xâm lấn. Tuy nhiên, theo Minh Thực Lục, Trần Đoan tức Duệ Tông mất tháng 3 năm 1377 khi bị quân Champa phản công. Đầu năm 1378, em trai Trần Đoan là Trần Vĩ tức Vê Đế sai sứ là Trần Kiến Sâm và Nguyễn Sĩ Ngạc sang báo tang anh trai và cầu phong. Nhà Minh sai quan Trần Năng mang lễ vật sang chia buồn. Báo mộng vua anh về sự diệt vong của nhà Trần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 3 năm 1394, Trần Nghệ Tông lúc đó đang là Thượng Hoàng. Chiêm Bao thấy ông đem quân đến và đọc bài thơ như sau. Trung gian duy hữu xích trùy hồng, ân cần tiếm thượng bạch kê lâu. Khẩu vương dĩ định hưng vong sử, bất tại tiền đầu tại hậu đầu. Dịch là, ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ, làm lè lấn lên lầu gà trắng. Khẩu vương đã định việc hưng vong, không trước mà ở về sau. Thượng Hoàng tự mình chiết tự đoán là, xích trùy nghĩa là miệng đỏ dùng ám chỉ Quý Ly. Bạch kê là gà trắng chỉ Nghệ Tông vì ông tuổi Tân Dậu 1321, khẩu vương, thì chữ khẩu và chữ vương ghép lại là chữ quốc, việc nước còn hay mất sau sẽ thấy. Nghệ Tông tự đoán biết ngày sau mình qua đời nhà Trần sẽ mất nước. Mà đúng là như vậy, sau khi Nghệ Tông qua đời 6 năm, nhà Trần diệt vong. Tiểu bàn, kể từ sau khi vua Trần Minh Tông qua đời, trong số các hoàng đế thời hậu kỳ của triều đại thì Duệ Tông được đánh giá là ông vua có cá tính mạnh mẽ, mang hoài bão chấn hưng quốc gia. Tuy nhiên, tính cách lại ương ngàn cố chấp, xem nhẹ lời can gián của bề tôi, khinh thường quân địch, kiêu hãnh dẫn đến kết cục phải bỏ mạng nơi xứ người. Phải nói thêm rằng, việc giành lại ngôi vị quân chủ Đại Việt cho nhà Trần từ tay Dương Nhật Lễ phần nhiều là nhờ những công lao của ông. Cái chết của ông là thiệt thòi lớn cho vương triều thời hậu kỳ, cũng chính là hồi chuông báo hiệu cho sự suy thoái không thể cứu vãn của nhà Trần sau đó. Khi mà Thượng Hoàng Nghệ Tông nhu nhược, vốn hoàn toàn dựa vào ông và sau khi ông mất lại hoàn toàn dựa vào Hồ Quý Ly. Nếu ông không chủ quan sớm bỏ mạng,
nước Đại Việt ít ra có thể giảm thiểu được họa chiêm thành trong những năm tiếp theo và chừng nào còn ông Quý Ly khó mà trở thành quyền thần mà thao túng triều đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh.